Tử vi thứ 6 ngày 23 tháng 6 năm 2017 của 12 con giáp. Xem bói tử vi ngày 23 tháng 6 năm 2017, Thìn Thổ được tị hỏa trường sinh, vận thế tình duyên của bạn mệnh có nhiều khởi sắc, tình cảm thăng hoa, hai bạn ngày càng thấu hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Một ngày không gặp ngỡ ba thu, tình cảm chín muồi thì còn ngần ngại gì mà không tính tới chuyện trăm năm. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Tử vi hàng ngày cho thấy thủy hỏa xung khắc, chuyện tình cảm khi tan khi hợp khiến cho người tuổi Tý không khỏi buồn lòng. Tình cảm có đấy nhưng dường như chẳng được bền vững mà cứ thay đổi thất thường như thời tiết, sớm nắng, chiều mưa. Bạn vẫn luôn níu giữ người đó nhưng người đó lại đẩy bạn ra, khi bạn muốn buông tay thì đối phương lại giữ lại. Đã bao lần chia tay nhưng rồi cuối cùng lại trở về với nhau, bạn không biết đó là do cả hai không đủ trưởng thành, tình cảm không đủ nhiều hay thực sự các bạn không thuộc về nhau. Bao nỗi lo lắng ngổn ngang trong lòng khiến cho bạn chán nản, u sầu. Nhưng thứ 6 này là ngày thực thần soi bóng, nâng đỡ cho vận thế tài lộc của người tuổi Tý đấy. Cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt mà bạn không chịu nhận ra, để nó vụt qua thì đáng tiếc vô cùng. Đừng để tình cảm chi phối mình quá nhiều, khi cần tỉnh táo thì vẫn phải dùng đến lý trí, chứ vì tình yêu mà đánh mất nhiều thứ có cần có trong cuộc đời, hủy hoại cuộc sống của bản thân. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, thân, tị. Tử vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu hôm nay không có lộc hưởng thụ, có làm mà chẳng được hưởng sức mình. Thiên ấn chiếu mệnh, tử vi ngày 23 tháng 6 năm 2017 cho thấy bạn có tài năng thực sự nhưng khả năng giao tiếp còn chưa được tốt. Chính vì thế mà nhiều khi rõ ràng công sức mình bỏ ra nhưng tới cuối cùng lại trở thành kẻ khác được ra nhận thành quả. Kỹ năng giao tiếp xã hội có thể được cải thiện. Cuộc sống ngày nay, nếu kỹ năng mềm không tốt thì bản thân bạn sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Hãy từ từ thay đổi từng chút một, đừng tự làm khó mình quá nhiều, nhưng cũng đừng nản lòng mà không muốn cố gắng. Chỉ cần bạn thân thiện, cởi mở hơn một chút thôi, bạn sẽ thấy mọi người xung quanh cũng vui vẻ với mình hơn rất nhiều đấy. Sửu tị bán hợp, tình cảm của bản mệnh có phần khởi sắc. Người ấy đến bên vỗ về bạn những lúc mệt mỏi, khiến bạn cảm thấy mình không còn quá cô độc trong cuộc đời này. Người ấy như ánh dương chiếu rọi vào cuộc sống đầy mây đen u tối, chỉ lối dẫn đường cho bạn đi đến tương lai ngập tràn hạnh phúc. Hãy nắm bắt lấy cơ hội này và trân trọng người ở bên mình từng phút giây, đừng để người thật lòng yêu thương mình phải chịu tổn thương. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi thứ 6 của 12 con giáp, người tuổi Dần có điểm bị tiểu nhân hãm hại, bạn nên đề phòng trước sau, hành sự cẩn trọng hơn, tránh phạm phải sai lầm đáng tiếc. Những ngày thành công gần đây, bạn đã đạt được nhiều việc khiến cho kẻ nhỏ nhen đỏ mắt vì ghen tị, tìm mọi cách để đổ vận đen lên bạn, khiến công việc của bạn gặp nhiều khó khăn. Tiền trách kỷ, hậu trách nhân, bạn hạnh phúc nhưng thấy người khác không được bằng mình thì cũng đừng quá tỏ ra lộ liễu, ánh mắt đời người thường soi mói. Hơn nữa, nếu bản thân mình không có thiếu sót gì thì sao có thể bị kẻ xấu lợi dụng. Chính vì thế mà khoảng thời gian này bạn hãy lặng lẽ hơn một chút, trầm tĩnh để giúp bạn nhận ra rất nhiều vấn đề cũng như hạn chế được sai sót. Chính tài soi bóng, người tuổi Dần có lộc tăng lương, tăng thưởng, công sức chính mình bỏ ra bao giờ cũng đáng quý. Bạn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể để có thể tránh chi tiêu lãng phí. Nói như vậy, nhưng tiền làm ra là để tiêu, cũng nên chi tiêu cho bản thân, mua vài món đồ ngon, vài bộ đồ đẹp cho mình là động lực để bạn sống tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Hôm nay, người tuổi Mão được thiên tài dẫn lối, tìm được con đường phát tài phát lộc cho mình. Xem báo tử vi 12 con giáp thì thứ 6 này là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh, đầu tư cho những nghề tay trái, chắc chắn sẽ gặp được thuận lợi và thu được nhiều thành quả đáng mừng. Tuy nhiên, mộc sinh xuất cho hỏa, đỏ bạc thì đen tình, câu này quả ứng nghiệm với người tuổi Mão hôm nay. Bạn gặp được người trong mộng, nhưng hoa rơi hữu ý mà nước chảy thì vô tình. Vậy mới nói, một bàn tay vỗ sao nên tiếng, chuyện tình cảm phải đến từ hai phía. Chỉ một mình bạn cố gắng mà đối phương chẳng chút mở lòng, thì cố gắng đến đâu cũng chỉ như dã tràng xe cát, công cốc mà thôi. Đừng vội thất vọng, cũng chớ nản lòng. Đâu phải ai cũng gặp được ngay một nửa của mình, có người mất cả đời mới tìm được hạnh phúc. Bạn may mắn hơn vì được trải nghiệm cảm giác rung động, nghe con tim đập hồi hộp trong lồng ngực. Sẽ tới ngày bạn gặp được một người nào đó dành riêng cho mình để lưỡng tình tương duyệt, đôi bên cùng yêu và gắn bó bên nhau suốt cả cuộc đời.
con số may mắn 3, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn, xem bói tử vi ngày 23 tháng 6 năm 2017, Thìn thổ được tị hỏa trường sinh, vận thế tình duyên của bản mệnh có nhiều khởi sắc, tình cảm thăng hoa, hai bạn ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Một ngày không gặp ngỡ ba thu, tình cảm chín muồi thì còn ngần ngại gì mà không tính tới chuyện trăm năm. Ngày chính ấn xuất hiện, người tuổi Thìn vốn thông minh, không màng danh lợi, nhưng đôi khi chính điều đó lại khiến cho sự nghiệp của bạn mãi vẫn không thể thăng tiến. Bạn không quan tâm tới những thứ khác ngoài chuyên môn của mình, làm xong việc là hoàn thành trách nhiệm, bạn không chủ động tìm kiếm cơ hội hay có ý định tự mình đứng ra làm việc gì cả. Trong mắt lãnh đạo, bạn là nhân tài nhưng lại thiếu chí tiến thủ, mà điều đó thì lại rất cần để con người ngày càng hoàn thiện hơn. Bạn chỉ chăm chăm dùng những kiến thức của mình sẵn có, sợ bước chân ra khỏi vùng an toàn, sợ rằng mình sẽ thất bại và trở thành trò cười hay đề tài bàn tán của mọi người xung quanh. Đây có lẽ là điểm bạn phải sửa đổi ngay, tài giỏi không phải là tất cả. Hơn nữa, đến lưỡi quốc sắc mà còn được dùng thường xuyên thì còn hàn gì, hãy cho mình thêm cơ hội để thử thách bản thân nhé. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, ngày hỏa vượng rất có hại cho tim mạch, nếu bản mệnh là người có tiền sử bệnh tim thì trong ngày hôm nay càng phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe. Tuy nhiên, sức khỏe cũng như kiến thức không chỉ cố gắng ngày 1, ngày 2 là có được mà cần có một quá trình. Hãy tập luyện chăm chỉ, tập luyện thể thao cũng như ăn uống khoa học, ngủ nghỉ hợp lý để khỏe mạnh hơn nhé. Xem tử vi ngày 23 tháng 6 năm 2017 được chính quan nâng đỡ nên người tuổi Tỵ đường công danh thẳng băng tiến bước, bạn được trao cho cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, nắm bắt rất tốt, phát huy hết khả năng của mình, hoàn thành công việc với hiệu quả khá cao. Nhờ có những cố gắng nỗ lực đó mà bạn được cấp trên tin tưởng, giao phó thêm nhiều trọng trách nữa. Với tinh thần kiên trì, ham học hỏi, bạn dần vượt qua những khó khăn ban đầu và cân bằng với thử thách, nó biến thành động lực cho chính mình. Vì thế, nên chẳng có gì lạ khi bạn được thăng chức, điều đó hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Có điều, càng ở trên cao thì gió càng mạnh, hãy giữ vững tinh thần, xác định mục tiêu rõ ràng và có lập trường kiên định, chờ dao động, nản lòng trước những khó khăn, cuộc đời còn nhiều thử thách đang chờ ta phía trước, làm tốt thì sẽ có quà. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, người tuổi Ngọ thứ giáo này được thiên quan chỉ lối, kết giao được nhiều bạn bè tốt cho mình. Tính tình bạn vốn hòa hiệp nghĩa khí, lại lương thiện, hay thương người nên đi đâu gặp chuyện bất bình cũng sẵn sàng ra tay tương trợ, nhiều bạn bè của con giáp này cũng từ đó mà nên. Người ta nói, làm bạn với nhau là có duyên rất lớn, mà để làm bạn tri kỷ thì lại càng là đức tu từ nhiều kiếp trước mới có được, người hiểu mình sâu sắc và sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi hoạn nạn chẳng từ nan. Hãy quý trọng những người bạn đến từ bên ta, bởi mỗi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều có lý do của riêng mình. Có người cho ta biết đến tình thân, có người cho ta biết đến hương vị tình yêu, và những người bạn, họ cho ta biết thế nào là tình anh em chẳng chút máu mủ ruột rà. Cũng nhờ có bạn bè mà chuyện công việc của bạn cũng thêm phần trôi chảy, có người trở thành quý nhân phò trợ cho sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày càng hanh thông, tài lộc cũng thêm phần vượng phát, có lẽ đó là may mắn khi bạn có được những người đáng quý đến bên vậy ở bên mình. Tuy nhiên, ngày hỏa vượng dễ nóng trong, bản mệnh có thể kích động và thiếu kiểm soát bản thân, hãy cẩn trọng trong cách hành xử và lời ăn tiếng nói, đừng khiến người khác bị tổn thương. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường cam, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, tử vi hàng ngày cho thấy hôm nay thiên ấn trở che cho đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, thuận trèo, mát mái, chẳng có gì ngáng trở bạn đến với thành công. Bạn may mắn được nhiều người giúp đỡ nên có chút khó khăn cũng chẳng là gì khi sức người chung tay hóa giải nguy nan. Ngày thổ được hỏa trường sinh, vận thế tình duyên của người tuổi Mùi có phần thăng tiến, tình cảm vốn mơ hồ nay đã trở nên rõ nét hơn. Không rõ vì lý do gì mà người ấy đột nhiên nhìn ra điểm tốt của bạn và quyết định nhận lời, nhưng dù sao thì điều ấy cũng khiến bạn vui mừng khôn xiết khi có được người mình yêu. Tình cảm đi đúng hướng, bạn đã chẳng còn phải lo lắng đối phương sẽ phật ý hay không, bởi người đó luôn sẵn sàng sẻ chia suy nghĩ cùng với bạn. Có điều, người tuổi Mùi cũng nên cởi mở hơn, đừng giấu đi những bí mật cho riêng mình và tạo ra khoảng cách giữa hai người. Chẳng có gì tạo nên hố sâu ngăn cách hơn là những bí mật mà một trong hai người không được biết.
con số may mắn 3, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường nâu, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Bị ảnh hưởng bởi cục diện tứ hành xung, người tuổi Thân thứ 6 này gặp nhiều chuyện không vui. Bạn có lòng tốt muốn giúp đỡ mọi người, thực tâm chân mong những điều tốt đẹp cho người ấy, nhưng chẳng hiểu sao lại bị bóp méo mục đích, cho là thừa nước đục thả câu, lợi dụng khi người khác khốn khó để đánh bóng tên tuổi cho mình. Làm ơn mắc oán, bạn chẳng thể ngờ mình vốn không có tài ý gì mà cuối cùng qua miệng lưỡi cay độc của người đời lại trở thành một kẻ xấu xa đến như vậy. Nói không đau lòng là giả, nhưng bạn cũng tự nhủ rằng cây ngay không sợ chết đứng, mình có thế nào thì những người thân thiết, bạn bè đều mình hiểu cả, dù tốt hay xấu, chẳng sợ bị hiểu nhầm. Thấy người khốn khó không thể không giúp, đó là điều lương tâm bạn không cho phép. Trong ngày, có kiết tài xuất hiện, tính cách thẳng thắn, nhiệt tình giúp bạn rất nhiều trong công việc. Mọi người quý mến vì bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ, cấp trên vừa ý vì có nhân viên năng nổ, chẳng quản ngại khó khăn, bạn có cơ hội được thăng chức. Dù không nhiều, nhưng từng bước một, chắc chắn với năng lực và tinh thần làm việc của mình, bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, trắng, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Xem tử vi ngày 23 tháng 6 năm 2017, người tuổi Dậu hôm nay gặp phải tỷ kiên, tốt xấu đan xen, họa phúc khôn lường. Bạn sống độc lập và mạnh mẽ, chẳng cần phải dựa vào ai và cũng có thể sống rất tốt. Bạn không thích bị ràng buộc bởi quá nhiều và luôn muốn có một không gian cho riêng mình. Nhưng đôi khi, chính sự mạnh mẽ đó lại đẩy bạn với người kia xa nhau hơn. Người ấy muốn lại gần và chăm sóc, nhưng bạn luôn khăng khăng rằng mình có thể tự làm, không muốn phiền đến bất cứ ai. Dần dần bạn khiến cho những người xung quanh không còn muốn quan tâm đến mình. Người bạn yêu cũng bó tay bất lực, chán nản khi cảm giác mình là người dư thừa trong cuộc sống của bạn. Mạnh mẽ là tốt, nhưng đừng vì thế mà từ chối sự quan tâm của những người yêu quý mình. Làm vậy, bạn chẳng chứng minh được điều gì mà còn khiến cho người mình thật yêu thương trở nên cô độc trên thế giới này. Khi khó khăn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, có bao giờ bạn thấy mệt mỏi vì cứ phải gồng mình lên như vậy không? Dậu Thân tương trợ, sự nghiệp của bản mệnh có phần thăng tiến, công việc trôi chảy, bạn thể hiện được năng lực của bản thân, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao mà không cần phải bất cứ sự trợ lực nào. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, bạc, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Chính ấn xuất hiện, bản mệnh cần cố gắng hơn nữa trong công việc. Bạn may mắn được quý nhân giúp đỡ, chỉ lối cho thăng tiến băng băng. Nhưng đừng chỉ dựa vào vận may mãi như thế, muốn thành công thì phải dựa vào chính sức lực của mình. Phải không ngừng tiến lên phía trước, trau dồi kiến thức cho bản thân, khiến cho mình trở thành mạnh mẽ và tài giỏi hơn. Xem tử vi thứ 6 của 12 con giáp, thổ được hỏa trường sinh nên đưa vận thế tình duyên của người tuổi Tuất lên cao hơn nữa. Tình cảm của bạn và người ấy theo thời gian càng thêm tốt đẹp hơn. Tuy không tránh được những lúc tranh cãi, mâu thuẫn, nhưng nhờ có tình yêu mà cuối cùng hai người vẫn ở lại bên nhau, cho nhau những khoảng thời gian vui vẻ và những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Hãy tạo cho nhau thêm cơ hội để thể hiện tình cảm, dành nhiều thời gian với thế giới của hai người. Bạn sẽ thấy mình càng yêu thêm người ấy cũng không thể sống thiếu mình. Cuộc sống có bao cạm bẫy và cám dỗ, nhưng đừng để kẻ khác sân lấn sân, có cơ hội nhảy vào cuộc tình của hai người. Hãy tạo cho nhau thói quen yêu đương nhau, với người ở bên mình, luôn nhớ về nhau bất cứ lúc nào. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Vận đen tử vi ngày 22 tháng 6 năm 2017 vẫn chưa kết thúc. Người tuổi Hợi hôm nay cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Mây đen báo hiệu họa thị phi có ở khắp nơi. Đừng lơ là cảnh giác để rồi sụt hố. Muốn rút chân ra cũng không kịp, phải chịu bao cảnh khổ sở đớn đau. Chuyện nhà người chớ đem bàn tán lung tung, chuyện nhà mình càng nên đóng cửa bảo nhau. Thói quen nói nhiều khiến cho nhiều cặp đôi xảy ra tranh cãi, nhiều gia đình mâu thuẫn lục đục không yên. Chẳng ai có thể hiểu rằng người ấy chính bạn và ngược lại. Chẳng thế mà người ta nói, không ở trong chăn sao biết chăn có giận. Chẳng ai tốt hoàn hảo toàn, cũng chẳng ai hoàn toàn xấu. Bạn yêu người đó cũng vì có lý do, đừng mãi nhìn vào điểm chưa tốt mà chỉ nên góp ý nhẹ nhàng, tìm điểm tốt của nhau và yêu thương nhau nhiều hơn, đó mới là cách để tình yêu bền vững. Thương quan soi đường, vận tài lộc của bản mệnh đã tới, nhờ vào tài năng của chính mình mà bạn kiếm được một khoản lớn, chẳng ai ngờ là bạn có thể làm tốt đến như vậy, biến điều không thể thành điều có thể, biến chuyện tựa cho trẻ con thành thứ kiếm ra tiền.
cố gắng tiếp tục phát huy hơn nữa nhé. Lập cho mình những kế hoạch tiết kiệm và đầu tư hợp lý, cứ đà này thì chẳng lo thiếu ăn thiếu mặc được nữa rồi. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.